Hello, chào cả nhà. Là hôm nọ có một thằng nó xem một cái clip vào trong cái trang của mình. Nó nói là Việt Cộng tàn sát năm Mậu Thân. Đứa nào nói như vậy nhảy vào đây chửi nhau với tao. Sĩ, chào tất cả các bạn nha. Rồi á, bom bỏ ngoài miền Bắc nè, năm 68 này, Khe Xanh này, đây bom nó bỏ ở Khe Xanh. Khe Xanh ở đâu mình cũng không biết nhá, ở trong Nam mà. Rồi ngoài miền Bắc từ năm 60 mấy là Mỹ nó đã mang bom ra, nó tàn phá ngoài miền Bắc rồi. Vậy mà chúng nó suốt ngày mồm chúng nó mấy chục năm nay á, chúng nó kêu là Việt Cộng Cộng sản là tàn tàn ác, tàn cái mả mẹ chúng mày. Chào các bạn nhé. Đây, nó bỏ bom ở Khe Xanh rồi ngoài Hải Phòng, Hà Nội này kia cái thứ, nó bỏ bom loạn lên, người ta phải chịu đựng hắn hàng bao nhiêu chục năm, người ta mới phải đứng lên, người ta đánh cái bọn ngụy quân ngụy quyền rồi, đánh cho Mỹ cút ngụy nhào. Nhưng mà cái lũ chúng nó sang đây chúng nó vẫn còn giả mồm. Thằng nào giỏi vào đây á nói chuyện với tao, còn chúng mày cứ chửi lên chửi xuống mà chả hiểu cái gì cả, thì đâm đầu vào cái thùng phân chết bớt đi, để cho dân Việt Nam người ta nhẹ cái đũng quần, hiểu không? Rồi nè, cái này á là năm 46 là Pháp nó bỏ bom ở Hải Phòng. Ok, cái này. Còn đây là năm 66 là Mỹ nó bỏ bom ở Hải Phòng. Yeah. Nó bỏ triền miên, nhưng mà cái ở trong miền Nam, ở trong Nam á, cái bọn ngụy á nó có đưa tin là bao giờ là ngoài Bắc kia Mỹ hôm nay bỏ bom chết bao nhiêu người. Nó có bao giờ nó cho chúng mày biết không hả? Hay là nó bưng bít thông tin? Nhưng mà chúng mày ngu, không hiểu cái gì. Sang đến bên này rồi cũng tiếng tăm thì không biết. Suốt ngày chỉ nghe cái bọn 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 gì? Bọn lãnh đạo băng đảng cộng đồng đó. Nó nhồi sọ cho, không chịu tìm hiểu, tiếng tăm thì không biết, chui vào cái cộng đồng đó, gà què ăn quần gối xay, đúng không? Đây là miền Bắc Việt Nam nhá, đẹp như thế này mà nó mang bom ra nó tàn phá, dân phải khổ sở như nào đi sơ tán. Cái ngày đấy mình nhỏ xíu, cái này năm chun cái gì, năm 68, tháng 6 năm 68 à? Đó. Đấy, người ta phải khổ sở như này. Chúng mày có tin tức nó có đưa lên những cái hình ảnh này cho chúng mày xem không? Hả? Hay là nó bưng bít thông tin? Chúng mày suốt ngày nói là Cộng sản bưng bít thông tin đấy. Cái lũ ba que xỏ lá chúng mày có bưng bít thông tin không? Có cho những này cho người ở trong miền Nam người ta nhìn thấy những cái cảnh như thế này không? Hả? Bọn ba que xỏ lá đâu nhảy vào đây? Chào Hải Trần, chào tất cả các bạn nhé. Hôm nọ có thằng nó nói là Cộng sản nó tàn sát năm Mậu Thân cái gì đấy.
Những cái hình ảnh này ở ngoài Bắc nó có cho chúng mày nhìn thấy không, mà lũ chó ba que sọ lá, chúng mày chỉ biết ngồi đấy chúng mày kêu thôi, chúng mày chẳng biết cái gì. Sang đến bên này mấy chục năm vẫn ngu, hoàn ngu. Không hiểu một cái gì hết. Này nhìn này, nhà cửa người ta bị phá. Đây là Tây nó quay chứ không phải là người Việt đưa lên đâu nhé. Lũ súc vật chúng mày. Hả? Chính bản thân mình ở ngoài Bắc đây mà mình cũng ở trong Việt Nam kia, mình cũng chỉ xem những phim tài liệu chứ đâu có được xem trực tiếp những cái cảnh nó thực tế như thế này đâu. Mình chỉ được xem phim ảnh thôi, dựng lên thôi. Sau chiến tranh thì người ta dựng lên cái bộ phim để người ta đóng lại. Còn những cái này nó là thực tế trong 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 cái thời gian đó. Thấy không? Nhưng mà chúng nó sang đây chúng nó ngu lắm. Chúng nó chỉ đâm đầu cắm cổ vào cái lũ ba que sọ lá, cái bọn lãnh đạo băng đảng cộng đồng. Đây, hòn gai nhé các bạn. Đó. Kiểu cái thời gian ấy phải đào hầm đào hố để chống bom đó, chống đạn. Chúng nó có biết không? Hả? Suốt ngày kêu á, cộng sản tàn sát nó, mậu thân cái mà mẹ nhà chúng mày. Tại sao cái người ở trong đấy, trong Nam đó, người ta nhìn thấy cuộc sống thực tế, tại sao người ta không theo chúng mày, người ta lại theo cộng sản? Hả? Phải hiểu là một cái rất là căn bản như vậy thôi. Chào cả nhà. Đấy, cho chúng nó xem mấy cái hình ảnh cái thời chiến tranh như thế nào như thế nào ấy. Ngồi đây buồn buồn nên lại lên đây chơi với mọi người đây. Hôm nay là ở Melbourne này đã được mở cửa rồi, mở cửa nhưng mà vẫn giới hạn nhá, chưa nó đóng 5 ngày nhưng mà nó mới đầu không biết nghe tin tức làm sao đưa lên bảo có khả năng là 2 tuần mới mở cửa. Nhưng mà cuối cùng 5 ngày, 5 ngày thả nhưng mà vẫn còn có giới hạn chứ không phải là thả luôn. Mọi người ơi, xe ra để cho cái bọn ba que nó vào đây để nó nói để xem là xem chúng nó có dám tranh luận mình về Tết Mậu Thân không. Ba que tìm mọi cách vu khống quân giải phóng. Chính xác là như vậy. Chúng nó nghĩ rằng là cái thời chiến ấy nó đã cách xa hàng thế kỷ hay sao ấy. Nó nghĩ người ta chết hết rồi, cho nên nó muốn nói gì nó nói. Theo mình thấy thì thực tế những cái người mà bọn ngụy quân ngụy quyền ấy, nó cũng chẳng phục gì bọn Mỹ đâu, nhưng mà vì nó gây quá nhiều tội lỗi cho nên nó tự bào chữa cho chúng nó thôi. Trước khi cái chính quyền đấy còn under, nó còn dưới bọn Mỹ, nó cũng chẳng phục đâu. Tại vì cái dân Việt Nam là như vậy mà. Nhưng có cái bây giờ chúng nó nhảy sang bên Mỹ, chúng nó sống không sống ở Việt Nam nữa thì chúng nó tự bào chữa cho chúng nó để cho nó vơi bớt đi cái tội lỗi các bản thân chúng nó thôi. Mới lại thêm vào nữa là cái bọn lãnh đạo băng đảng cộng đồng á, nó nhồi vào, nó nhồi sọ vào. Mọi người ơi, kêu bọn ba que sọ lá vào đây. Bọn ba que sọ lá dạo này nó không vào cái trang của mình, nó chửi nữa rồi. Thì biết lý do làm sao rồi, đúng không? Sáng rồi. Mình ngồi trong nhà vừa nãy tính ra ngoài ngoài ngồi nhưng mà gió quá. Hôm nay nóng 30 mấy độ, 31 độ mà gió. Nên sao có video Mỹ giải thủy lôi phong tỏa cảng Hải Phòng thì đưa lên cho đồng bào xem. Ừ. Có tìm những cái gì chiến tranh Việt Nam á, lên trên mạng xem là thực tế bọn
khổ khổ cái là như này này vợ các bạn, cái bọn tại sao cái bọn ba que nó bị cái bọn lãnh đạo băng đảng cộng đồng ấy nó nhồi sọ, tại vì nó dốt, tiếng tăm thì không biết, cho nên là khi người ta nói ấy, khi mà xem của người Việt Nam đưa lên, của cộng sản đưa lên thì nó bảo là dựng lên để tuyên truyền, nhưng mà nó khi nó xem của người Mỹ ấy, hay là chính những người trong cuộc ấy, thì nó bảo là thì nó lại không hiểu, nó lại không biết tiếng, thế nó mới khổ, cho nên là nó mới bị cái bọn băng đảng cộng đồng nó cầm đầu. Còn người ta hiểu biết một tí thì làm sao mà cái lũ đấy nó lừa được người ta. Nên băng đảng cộng đồng ấy, nó chỉ lừa những người dốt thôi. Ngày xưa lên đây nói gì về Úc ấy, nó bảo chứ à, mày 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 nói xấu Úc, báo cảnh sát đuổi con này về Việt Nam đó. Nó đâu có hiểu gì đâu, mình chửi nó thì bây giờ nó mới tịt hết rồi, nó sợ vãi đái không dám vào nữa đâu. Mình chỉ mong có một cái người nào hiểu biết để tranh luận với mình, để cho mình sáng mắt ra, nhưng mà đâu có kiếm được thằng nào đâu, toàn những thằng mà lên đây dùng vũ khí cơ thể, toàn đờ lờ mờ cái gì đấy, xong rồi đưa đưa lên trên mạng để chống cộng. Thế thì chống làm sao được, mẹ hết cha nó xí quách rồi, ngỏm củ tỏi rồi, lên làm sao được nữa mà đòi chống. Em vừa chia sẻ hơn 10 nhóm ba que. Hy vọng nó vào đây, nó vào đây thì cái diễn đàn mình nó mới sôi nổi, nó không vào ấy thì buồn, nó không có cái gì để nói ấy, phải không? Em mong cho nó đi vào đây, nó tranh luận với mình. Có anh hùng thì tranh luận thẳng với các con cộng sản này, làm sao phải sợ, sợ thì làm sao mà đấu tranh được. Xui người Việt Nam ở Việt Nam là đứng lên để đấu tranh, đấu tranh để lật đổ cộng sản, mà có cái con cộng sản nó ngồi lù lù ở cái đất nước tự do này mà không dám lên, đừng có nói là đánh đổ nó, mà ngay cả tranh luận với nó còn không dám đối mặt nữa thì tranh đấu cái con mẹ gì. Cuốn gói đi, chuẩn bị mà xuống âm ti đi, âm khổ, đơn giản vậy thôi. Bà que xỏ lá muôn đời nhục. Đúng rồi, mọi người nghĩ xem có đúng không, nó ở bên này nó ngồi mát, nó hát yêu tổ quốc, xong rồi nó xui người Việt Nam nữa, à, đứng lên đấu tranh đi, lật đổ cộng sản đi. Nhưng mà cái con cộng sản này đây ngồi lù lù đây, chửi nó mỗi ngày đây mà nó không dám đối mặt, không dám tranh luận, kể cả là ở trên mạng này. Thế thì tranh đấu cái gì? Bản thân chúng nó, nếu mà chúng nó anh hùng, nếu mà dũng cảm vậy thì chúng nó đâu có tụt quần nó chạy đâu. Đơn giản vậy thôi các bạn ở Việt Nam. Suy nghĩ đi đúng không? À, cái gì nhỉ? Nó có cái bài hát cái gì nhỉ? Cái gì mà người ai ở bên ta đấy, viết thành cái gì, ta thà trốn chứ giữ ngu gì, cái gì đấy, ta thà trốn chứ ngu gì cái gì đấy, đại khái là cái bài hát đó đó. Nó bảo là quyết đấu tranh đến cùng cái gì, nhưng mà bản thân chúng nó nhảy hết sang Mỹ xong rồi hát cái bài hát đó, quyết không chịu đầu hàng, rồi cái gì ta thà chết cái gì chứ cái gì ta cái gì hy sinh đến cùng cái gì đấy, đại khái là mình không thuộc cái bài đấy, nhưng mà đại khái là cái chủ đề của nó là quyết đấu tranh đến cùng, không chết cũng không chịu mà đầu hàng. Thế nhưng mà lại tụt quần nhảy sang Mỹ xong rồi cầm cờ nên hát cái bài quyết không chịu đầu hàng. Thấy có vô lý không mọi người? Không biết nhục à? Hát cái bài hát đấy không biết nhục à? Chào.
Bác Cầm Nguyễn chào tất cả mọi người nhé. Không biết đọc, không biết nghe thì mới cần đưa lên hình ảnh trực trực quan thế đó. Vừa rồi mình đưa những cái hình bom năm bao nhiêu nhưng mà cái bọn đấy nó đâu có tin đâu mọi người. Chỉ nói đơn giản này thôi, nó bảo cái chục cuộc chiến tranh đấy là chính nghĩa. Tại sao người Mỹ người ta lại đi biểu tình? Người ta kêu người Mỹ, chính quyền của Mỹ phải cút khỏi Việt Nam ngay lập tức, trả lại hòa bình cho người Việt Nam. Hả? Tại sao người con cái người ta chết, người ta không thù hận Cộng sản? Người ta không bảo tao đóng thuế cho mày, giết chết hết Cộng sản đi. Tại sao người ta không làm thế? Mà người ta lại đi biểu tình toàn thế giới luôn, chứ không riêng gì Mỹ. Toàn thế giới luôn. Người ta nói phải cút khỏi Việt Nam ngay lập tức. Thả thằng Nixon xuống Hải Phòng. Sorry. Tại sao người ta lại làm như thế? Chỉ cần xem những cái đấy thôi là mình đã hiểu cái cuộc chiến tranh nó như thế nào rồi. Hả? Rồi những cái người ở trong miền Nam á, cái thời đó những cái ông già đó, không biết là như là bộ đội giải phóng luôn dựa vào dân, dân hiểu cả. Mình sống trong vùng chiến tranh, mình rõ lắm, bộ đội giải phóng rất hiền. Bọn ngụy dã man lắm, chúng hành quân vùng dân là cướp bóc hiếp dâm. Mình chứng kiến. À, cái bộ đội chúng bắt cả gia đình người du kích ấy, đứng nhìn chúng mổ bụng người du kích ấy, múc máu bắt cả gia đình ấy uống, ai không uống chúng đánh bằng đòn gánh dã man đó. Thì mình mới nói là thế này này, chúng nó tô cái vẽ cái hòn giấy Viễn Đông á, cái hòn, xin lỗi, hòn Ngọc Viễn Đông ấy, là hay lắm, thời đấy đi học không mất tiền rồi này kia các thứ, rồi rất là sung sướng. Tại sao lại có Việt Cộng ở trong cái thời nằm vùng ở đó? Những cái người đấy người ta nhìn thấy thực tế cuộc sống sung sướng như thế nào, tại sao người ta không theo cái bọn Ba Que mà người ta lại theo hết quân giải phóng? Mà những người Việt Cộng là ai? Là chính dân miền Nam sinh đẻ trong đó chứ không phải dân miền Bắc nhé. Dân miền Bắc không có biết được cái vùng nào vào mấy vùng nào để mà ở trong đấy mà nằm vùng. Mà dân miền Bắc không có ngu gì mà đi vào đấy để nằm vùng để cho chúng mày phát hiện ra. Đúng không? Chỉ có đơn giản một cái đấy để suy nghĩ tại sao chính trị chúng mày giỏi như thế. Còn bọn cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa hay như thế, giỏi như thế, hiện đại như thế, hiền lành như thế. Cuộc sống phải sung sướng như thế. Tại sao lại có những người người ta ở tại đó, người ta vùng lên, người ta đấu tranh, người ta đi theo Cộng sản? Tại sao vậy? Tại chúng mày quá ác đi. Những cái gì chúng mày nói hoàn toàn trái ngược với sự thật. Hoàn toàn là trái ngược lại với những cái lời chúng mày nói, cho nên người ta mới theo giải phóng quân. Chứ không có, chả có ai, cái đời chả có ai ngu gì cả. Người ta biết phân biệt mà. Người ta đâu có ngu. Chỉ có những cái thành phần ấy, nó trực tiếp nó được ăn lương rồi này kia các thứ thì nó mới làm những cái chuyện đấy thôi. Nếu không có Tết Mậu Thân thì Mỹ sẽ không bắt đầu đàm phán rút quân. Nước ta còn bị giày xéo thêm chục năm nữa cô ạ. À, chính xác, Tết Mậu Thân là tuy bây giờ thua về 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 quân sự nhưng mà đã thắng về chính trị. Thắng ở như thế nào? Là người làm cho cái người dân Mỹ đấy và thế giới đấy, người ta nhìn thấy những cái sự tàn bạo của chiến tranh của bọn Mỹ mang đến cho người Việt Nam. Cho nên người ta mới đồng lòng đứng lên để biểu tình.
Nhưng dân Mỹ người ta đóng thuế cho cái chế độ đó để mang bom mang đạn đến sang những cái nước khác để đánh người ta như thế. Thì người ta chính bản thân người ta đứng lên để người ta biểu tình và người ta không đóng thuế, không cho con em người ta đi sang đánh Việt Nam nữa. Cho nên Việt Nam mới thắng, thắng một phần lớn ở những người rất là anh hùng của người bộ đội Việt Nam. Và cái thứ hai nữa là nhờ chính những người dân Mỹ, chứ không phải hoàn toàn người dân Việt Nam mà đánh thắng nổi cái chính trị của Cộng sản Việt Nam, của chính quyền Việt Nam rất là hay. Đó. Và người ta đấu tranh vì độc lập, vì tự do. Chứ không phải là cái như cái bọn ngụy quân, ngụy quyền nữa, còn bọn ba que sò ná xuyên tạc. Ba que đâu có dám vào đây để cãi nhau với mình đâu, để tranh luận với mình đâu, đúng không? Trời ơi, chứ hỏi chính cái lương tâm của những cái ông mà cầm súng đi trong cái thời đó, chính lương tâm của ông đi, đừng có đua đòi theo cái bọn ba que, cái bọn băng đảng cộng đồng ấy, hỏi chính lương tâm của các ông đi xem các ông mới cầm súng đánh người Việt Nam các ông có sung sướng không? Cái thời đấy có thật sự sướng như chúng nó nói không? Chúng nó khoe không? Cái thời thời chiến tranh đấy, mình ở ngoài Bắc ấy, mình đi học mình cũng đâu mất tiền đâu. À, đi bệnh viện đâu mất tiền đâu. Thế nào gọi là thời bao cấp là chính quyền người ta bao hết toàn dân luôn, bao nhiêu triệu dân ăn trợ cấp. Bao là gì? Bao hết. Bao cấp mà. Như nhà mình đây chẳng có ai đi làm công nhân cả mà mỗi một tháng mỗi một người được bao nhiêu cân gạo. Đó. Đâu có đóng đồng thuế nào đâu mà đâu cũng đi làm công nhân công nhiếc gì đâu, người 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 nào cũng được gạo hết. Chiến tranh xong công việc đâu mà làm, lại bị cái gì nhỉ, cấm vận, bọn 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 chó Mỹ nó cấm vận nữa, công việc đâu mà làm. Đó. Làm rồi bán cho ai, xong rồi miếng ăn thì ăn chưa được ngon bát cơm, lại đến Trung Quốc nó đánh, lại đánh nhau với Trung Quốc nữa. Bọn bắc que xỏ lá nó đâu có hiểu đâu, nó chỉ biết là trước năm năm 7 năm chúng nó thua tụt quần nó chạy sang Mỹ, thế là xong. Nó đâu có hiểu gì cái cuộc sống của người dân miền Bắc nó bị làm sao, nó như thế nào, tại sao, lý do tại sao mà người ta lại có cái lòng căm thù đến như vậy. Chúng nó bảo chứ người miền Bắc ấy, là nghe cộng sản rồi sợ cho nên mới cầm súng vào giải phóng miền Nam. Thế mà bố chúng mày có biết là tao á, bé tí tẹo á, phải ngồi trong cái thúng đi sơ tán vì bom đạn như thế nào không? Mà chúng mày là tuyên truyền ra như thế, chúng mày nghĩ là cả cái đất Việt Nam những cái thời chiến tranh đấy nó người ta chết hết rồi à? Hả? Không còn ai sống nữa mà chúng mày muốn nói cái gì chúng mày nói. Không cần biết là có thật hay là không, thích là nói à? À, những cái người đi sơ tán chạy bom chạy đạn ấy, rồi những cái người bị gia đình bị chết vì bom đạn ấy, những cái người đấy người ta chết hết rồi hả? À? Chúng mày nói là người ta tin chúng mày ngay à? Cho nên cái chúng mày thua là vì chúng mày ngu, hiểu không? Chúng mày khôn thì chúng mày không 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 phải tụt quần chạy. Con mẹ nhã ca trơ trẽn viết dài khăn xô cho Huế, vu khống cho Cộng sản thảm sát Huế 1968. Cái con mẹ lôi cổ nó ra đây để nói chuyện với mình. Là ba que sỏ ná nghe này, chính trị là gì? Chính trị là người ta phải giỏi, người ta phải biết tuyên truyền, người ta phải biết lấy lòng dân, đúng không?
Cho nên là khi mà nếu thực sự có những cái sự tàn sát người Việt Cộng, người ta dã man như thế, thì bọn Mỹ nó không ngu hơn chúng mày, cái bọn ngu hơn cái bọn ba que xỏ lá, nó không biết dùng những cái hình ảnh ấy nó đưa lên, nó cho thế giới biết là nè chúng mày nhìn này, cộng sản nó như thế này, nó dã man như thế này, như thế này. Chúng mày có đưa cho tao một cái bằng chứng bọn ba que xỏ lá, đưa cho tao một cái bằng chứng bọn Mỹ nó đưa những cái hình ảnh lên, nó nói và ở đâu, lúc nào, trận chiến nào, ở đâu, chỗ nào, chúng mày quay được, chúng nó quay được những cái hình ảnh lên này, tại sao nó không làm? Nó đâu có ngu hơn cái lũ ba que xỏ lá đâu, chính trị của nó khôn mà, nó phải khôn hơn chúng mày chứ. Đó. Tại sao nó không đưa được những cái bằng chứng đấy lên để nó cho thế giới nhìn thấy? Thì thế giới người ta đâu có bao giờ người ta biểu tình như thế đâu. Hiểu chưa? Cho nên là nói phải có sách mách, phải có chứng. Đúng không? Con người người ta không phải ai người ta cũng ngu. Không có ngu như cái lũ ba que xỏ lá đâu. Đi sang đây tiếng tăm không biết, xong rồi nghe cái lũ băng đảng cộng đồng nó dạy. Cái bọn đấy nó thừa hiểu. Cái bọn mà nó cầm đầu của cái bọn ba que sọn á, nó thừa hiểu. Nhưng mà nó dùng những cái đấy để nó mới lừa được. Lừa cái gì? Lừa tiền. Chứ nó làm những cái trò đấy để làm gì? Nó chỉ lừa chính cái đồng bào của chúng nó thôi. Cái bọn ma cô đấy, bọn mắt dạy đấy. Không? Nó lừa chính cái đồng bào của chúng nó. Chúng nó nói là dân, 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 dân Việt Nam Cộng Hòa này kia các thứ, chỉ lừa dân Việt Nam Cộng Hòa thôi, nó lừa làm sao được cộng sản, nó lừa làm sao được người ở Việt Nam, đúng không? Nó bên này nó tuyên truyền đủ các thứ, nó dùng những cái đứa ở Việt Nam để nó làm những cái chuyện này chuyện kia, thì chính chúng nó lại bị những người ở Việt Nam người ta lừa cho nó. Tưởng những chúng nó tưởng là những cái người kia người ta nghe thấy những cái đấy là trung thành với chúng nó, nhưng thực tự người ta làm cho chúng nó chỉ vì tiền thôi, nó lại lừa lại cho cuối cùng cái thằng đó đánh đấu đá thằng kia. Đúng không? Điển hình như cái vụ con nấm, con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đấy, có phải nó lừa cho không? Xong sang bên đấy nó đạt được cái mục đích của nó đi sang Mỹ không mất tiền vé máy bay, lại được đón như là mẹ của chúng nó. Xong cuối cùng thì làm sao, nó làm cái gì? Cuối cùng là chúng mày bị lừa, một lũ già ngu chết đi. Chúng nó tuyên truyền thôi, toàn bọn ác ôn gây nợ máu với cách mạng nên bị bộ đội tiêu diệt. Để chính xác này vậy. Tại vì không có thằng nào dám vào đây tranh luận với mình về những cái chuyện đó, cho nên là nó mất vui. Ngày xưa bọn Ngụy nó mạnh là nó Bắc tiến rồi, chính xác. Tham vọng của nó là vậy, nhưng lũ quân hồi vô phèn cái gì thì làm được gì, tốt lành, chính xác là vậy. Tại sao không có người đi ra ngoài ngoài miền Bắc kia, trong Nam đi ra ngoài miền Bắc kia mà nằm vùng? Không, đi làm mà gián điệp cũng có, chứ mà không phải là không, nhưng mà bị tóm hết. Thực sự là chúng nó, cái bọn đấy nó chỉ vì tiền thôi, nó yêu gì đất nước đâu, nó yêu gì con người Việt Nam đâu. Đó. Nếu mà nó thực sự về quê hương vì đất nước, nó phải học Bác Hồ kìa. Đó. Bác Hồ á, tại sao đi được ra hải ngoại, không ở hải ngoại cho nó sung sướng đi, mà phải về Việt Nam để tranh đấu rồi á. Tất cả vì cái đất nước Việt Nam, không có Hồ Chí Minh ngày hôm nay thì Việt Nam đâu còn là Việt Nam nữa. Việt Nam giống như cái bọn thổ dân ở đây này, mất nước này.
em ba que sọn á nào không? Vào đây đi. Em ba que sọn á giỏi tuyên truyền lắm, nhưng mà này không dám đối mặt với cộng sản để nói chuyện. Thế làm sao? Mà cứ ngồi đây xui người ta đứng lên lật đổ cộng sản đi. Chúng mày phải làm gương cho người Việt Nam người ta nhìn thấy chứ. Chúng mày dám đối đầu với người cộng sản ở bên hải ngoại này này thì mới là hay chứ. Làm gương cho những người Việt Nam ở trong Việt Nam ấy, người ta nhìn thấy đi. Chúng mày làm được gì chứ? Mẹ suốt ngày mồm đuổi con này về, trục xuất con này về, cái con nấm ấy. Làm gì được nó chứ? Động vào được cái lông chân của nó chưa? Đó. Trục xuất nó chưa? Rồi xin chữ ký rồi thế này thế kia. Mẹ chúng mày chỉ được cái lỗ mồm ấy, chả hiểu gì về luật pháp cả, nhưng mà chỉ to mồm ấy. Thế mẹ đàn đú mẹ nó điên mồm nói úi giời ơi, đuổi nó về rồi xin bao xin chữ ký đưa lên lãnh sự quán rồi đuổi nó về rồi này kia các thứ. Đuổi chưa hả? Hay nó ngày ngày nó vẫn ngồi nó nói là mẹ gì cũng nó. Mẹ chúng mày hoạt động, chúng mày xui người ta, chúng mày làm xui người ta làm mấy chuyện trò này trò kia, mà bản thân chúng mày đâu có làm được cái tích sự gì ở bên cái đất nước này đâu. Đó. Rồi ngày xưa mình cũng thế, bị chúng nó chửi rồi chúng nó làm đủ thứ đe dọa rồi này kia, cuối cùng thì sao? Hả? Chúng mày bản thân chúng mày có phải ở bên này về tại Úc này, chúng mày có phải bị cái lũ cộng đồng nó lừa không? Cái luật ở đâu mà nói là cộng sản rồi con bé là cộng sản, con bé nói xấu Úc ấy, đuổi nó về, cái luật ở đâu vậy ha? Chúng mày học luật ở đâu vậy? Ai dạy chúng mày như thế? Thì có phải là cái lũ băng đảng cộng đồng lãnh đạo ấy nó dạy chúng mày, nó nhồi sọ vào đầu chúng mày không? Ngu chưa, già đầu, già cái đầu mà còn còn không khôn ra được tí nào nữa. Đe dọa, nhảy ra đe dọa mình, chạy thẳng đến nhà mình chụp ảnh chửi, đưa địa chỉ các thứ lên trên cộng đồng. Xong một cái thằng ở bên Sydney, cái thằng tiểu bang khác viết thư cảnh cáo, không được ra, không được nói nhá, cô mà nói tôi biết cô là ai, tôi biết địa chỉ của cô rồi, cô mà cái gì rồi sẽ xin 5.000 chữ ký của cộng đồng rồi đuổi về Việt Nam. Rồi nó gọi phone cho cái thằng chủ tịch cộng đồng, nó nói mình là nói nó là lừa đảo. So what, bây giờ chúng mày làm gì được tao chưa hả? Cái đấy có phải chúng mày bị lừa không? Tao lấy cái bằng chứng cho cái lũ bà que ở bên này hả? Mình là cái người giải phóng cho những cái người ở bên Úc này, rõ ràng chưa? Mình giải phóng cho những người chuyên môn bị chúng nó đe dọa. Chứ không thì ngày hôm nay á, người Việt ở đây làm gì có được tự do, cứ háo mồm ra cái là nó đe dọa. Ngày xưa nó đe dọa mình y chang, nó từng đe dọa những người khác cho nên người ta không dám nói năng gì hết. Không? Bị chúng nó đe dọa. Cái thứ nhất là người ta làm ăn trốn thuế này kia các thứ rồi người ta sợ chúng nó. Không dám nói ra cái gì mình suy nghĩ. Rồi cứ tưởng cái luật đấy là đúng. À, cái con đấy là cộng sản đấy, ra báo cảnh sát để đuổi nó về. Có phải ngu không? Hùa nhau vào xong bắt đầu có mồm mình còn nằm mơ. Có bốn đứa. Ba đứa con trai, một bà con gái họp nhau vào để làm cái gì mình đâu. Mình có một cái linh tính rất là hay, mình cảm giác cái gì là y như rằng có thật là như vậy, các bạn có tin không? Có lần mình nằm mơ thấy có cái bà đó, mình chưa kịp nói thì bà ấy đụng mẹ xe rồi. Đoàn quân đánh thuê làm gì có liêm sỉ, cho tiền là quay lại giết đồng bào mình. Đừng nhìn quân chư hầu giết dân, lấy dân làm bia đỡ đạn. Để mình bật cái này đấy.
máy lạnh. Cái phòng này á, cái phòng này phải bật máy lạnh. Còn cái những cái phòng kia thì nó có cái máy cooling linh toàn nhà. Cái máy cooling linh nó chạy bằng nước cho nên là mình phải mở cửa. Còn cái máy lạnh này á, thì phải đóng cửa. Hay không? Hay. Cái thời buổi bây giờ hiện đại lắm. Các bạn có nghĩ là đất nước Mỹ này kia nó bảo là bảo vệ môi trường này kia các thứ, môi trường này bị hủy hoại không phải vì như là mình ăn bẩn ở bẩn hay là cái gì á, mà nó hủy hoại là vì quá hiện đại, dùng rất là nhiều điện và điện nó đốt hết những cái môi trường này, cho nên là nó mới thành ra như vậy. Chứ thực tế con người sinh ra là ăn nông ở nỗ mà. Cứ sống với kiểu thời xưa đó, thắp đèn dầu này rồi là đi xe đạp này, thì những cái đấy nó không, cái không khí, cái môi trường nó sẽ không bị hủy hoại, không? Cho nên là con người càng hiện đại thì chính mình là những cái sự hiện đại ấy, nó giết chết cái không khí, giết chết con người. Chứ đừng có nói là ở Việt Nam ăn 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 bẩn ở bẩn rồi ăn đọc nhiều này kia các thứ rồi chết. Mẹ chúng nó xuyên tạc các người Việt ăn toàn chất độc thôi. Nhưng mà mỗi lần ở đây về Việt Nam là bê từng cái con cua, con tép, con cá, con mẹ mẹ gì á, bê hết sang bên này. Tại sao vậy? Về Việt Nam là ai ai cũng khuôn hết, trong khi ở bên Úc này người ta không cho mang những cái đồ ăn sang thì các mẹ cứ thế thi nhau bê sang, bê rồi để muối những cái con cua, con cá, cái gì á, xong muối cho vào lọ, rồi những cái thịt gì á, xong rồi làm cái gì á, xong rồi bê sang đây. Sao bảo Việt Nam là chất độc, ăn ăn toàn đồ độc hại mà bê sang đây làm gì, trong khi ở bên này người ta không cho nhập vào mà cứ 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 cố tình, rồi làm á xấu hổ cả những cái người á, sống ở hải ngoại này đi. Mình nên mình xem những cái chương trình mà hải quan cửa khẩu của Úc này, không có một ván nào nó không có người Việt Nam hết bị bắt đấy, không có một cái tập nào mà không có người Việt ấy. Sao cái đấy á, những cái tin tức đấy, sao cái lũ cộng đồng chống cộng này nó không đưa những cái tin tức ấy lên hả? Mà những cái ông bà chống cộng ở bên này có bao giờ xem những cái thứ đấy không? Tại sao không đưa những cái thứ đấy? Có một đứa học sinh nào hay là ở cái nước nào ấy, bị bắt một cái là không cần biết là có phải thật là người Việt Nam không, không cần biết là cái câu chuyện nó như thế nào, cứ bị bắt là nó đồng thanh chúng nó đấy, cái bọn cộng sản. Nó phải nó điên không? Chào chị Lisa, chào Thơ Nguyễn, chào cả nhà nhé. Đoàn quân đánh thuê làm gì có liêm sỉ, cho tiền quay lại giết đồng bào, chính xác là như vậy. Tranh luận với mấy ông già ăn food stamp làm gì có. Cô ơi trình độ không có, dốt nát thế hệ sau như bọn cháu không thèm chấp. Lúc nào buồn chán vào xem chúng nó tố nhau, tố hại cho cuộc đời đỡ buồn chán thế đó. Nhưng mà đôi khi mình phải vẽ vạch mặt ra để cho chúng nó mở cái mắt ra. Chúng nó ngu thì nó cũng ngu vừa vừa thôi. Rồi có những cái người ở Việt Nam ấy, đôi khi cũng thiếu kiến thức cho nên cũng hay nghe những cái bọn ở bên này nó nói nhiều, nói mỗi ngày nói lặp đi lặp lại, nó nghe nhiều rồi nó nghĩ là đó là sự thật. Thực tế là bọn ngụy
Không có ba que bà đây nhỉ? Ba que nó sợ vãi linh hồn nó ra, nó không dám nó tranh luận mình đâu. Đừng nhìn cái quân chư hầu giết dân, lấy dân làm bia đỡ đạn. Đúng rồi. Chứ nó mà yêu đất nước, nó mà yêu tổ quốc, nó mà yêu đồng bào thì nó đã không cúp đuôi nó chạy. Đúng không? Người Việt Cộng người ta có bỏ đất nước để người ta đi theo nó không? Hay là người ta phải đã ăn nông ở nỗ để người ta chiến đấu với chúng nó? Ừ. Người ta đâu có thấy chúng nó nói chúng nó sung sướng lắm mà chúng nó là đủ thứ, tại sao người ta không theo chúng nó hả? Mà người ta phải nằm rừng rồi ấy, bị chúng nó bắt rồi ấy, đánh rồi người ta để nằm vùng để người ta chiến đấu với chúng nó. Bây giờ cái sức mạnh của mình không đủ thì mình phải trốn để mình bắn tỉa thôi, cái đơn giản nó là như vậy thôi. Tại sao chúng nó mạnh như thế mà không chúng nó không dám làm như cộng sản, như Việt Cộng đó? Nên xong rồi sang bên này á, ngồi mát hát yêu tổ quốc, không có phải nhục không, nó còn hát ta thà chết chứ không thì cái gì chiến bảo vệ quê hương cái gì đấy, không chịu đầu hàng cái gì đấy, cái bài hát đấy, vậy mà chúng nó hát được, không biết nhục à. Hát cái bài đấy xong chỉ cần hỏi chúng mày đang ở đâu hát vậy là đã thấy nhục rồi, đâu cần phải phải nói nhiều đâu. Anh ba que này em. Có ba que vào đây mình chơi chúng nó chết luôn, chết ngóm củ tỏi. Còn chúng nó sống ở bên này đấy, thật thực tế là sống mấy chục năm ấy. Đâu, nhưng mà đâu có hiểu được cái cuộc sống ở đây đâu. Chúng nó rất là an toàn, chúng nó sống ở trong nhà, nó đi làm rồi về rồi này kia với gia đình chúng nó thôi, chứ nó đâu có để ý được cái chuyện ở bên ngoài xã hội nó như thế nào đâu. Nó nghĩ tại vì những cái gì nó chưa xảy ra cho chúng nó cho nên chúng nó chưa biết, không? Chứ còn ở bên này buôn bán gian lận rồi đủ các thứ, không thiếu một cái gì. Đi ra cái san hô bẩn kìa, đi mấy mét lại có một thằng ăn cắp, đi mấy mét lại có một thằng ăn cắp, nó bày đồ ở bên đấy nó bán đầy ra đấy, nói có đúng không hả? Ngày xưa có mấy cái người quen biết mình nữa, khi mà mình lên đây mình ngồi mình nói là bắt đầu cũng tức lắm, à, nói này nói kia. À, bây giờ có mở mắt ra nhìn không, có đúng không hả? Đi ra cái chợ kia mấy mấy mét lại có một thằng ăn cắp, mấy mét lại có một thằng ăn cắp, nó ngồi nó bày nó bán cái từng cái thuốc đánh răng rồi từng cái những cái thuốc gì nó ăn cắp ở trong siêu thị nó mang ra đấy nó bán, xong rồi có cảnh sát tới thì bắt đầu nó chạy. Hôm nọ mình đi chợ thì có một thằng bị cảnh sát bắt ở dưới này, mình vừa đi đi qua rồi thì ở dưới này có mấy người cảnh sát đang hỏi cái thằng ăn cắp đó. Thế xong mình đi một quãng nữa lại có một thằng kêu mình có mua thuốc mua này mua kia không, mình bảo là ê police nó ở đằng kia kìa, xong nó bảo mình chứ tao biết rồi mày đi đi đó đó các bạn. Tao nói xấu mấy cái lũ ở Úc này này mà biết tao á, mà tao vẫn nghe thấy tao nói đấy, chúng mày đi ra săn nô bần kia nhìn xem có chúng đúng không đó, cho nên không chửi chúng mày không được. Mọi người mình không không muốn chửi chúng nó đâu, thế nhưng mà chúng nó đàn áp những cái người ở bên hải ngoại này quá, cho nên mình phải chửi chúng nó, chửi để giải phóng cho những cái người ở bên này sống không phải theo cái luật của chúng nó mà theo cái luật ở Úc này thôi. Luật pháp người ta ra cái gì thì mình chấp hành cái đó chứ không phải theo cái lũ cộng đồng đó. Mà bố chúng mày gặp tao chửi cụ chúng mày lên nữa. Không? Cho nên mình tức mình mới lên đây để mình chửi chúng nó thôi, chứ thực tế nó chả đả động đến mình hết, chẳng liên quan gì. Mình chống cộng chống được thì chúng mày giỏi quá thôi.
Nhưng mà cái luật chúng nó, những cái gì chúng nó làm, chúng nó toàn đàn áp cái người dân Việt Nam ở bên này thôi. Cái lũ băng đảng cộng đồng ấy. Chúng nó làm lơ khi thấy các đoàn quân chư hầu thảm sát dân mình, dã man mấy thằng ngụy đi càn à, bắt gà của dân đem về nhậu. Ôi trời ơi, cái lũ đấy nó là như vậy mà. Mình người Việt mình quá hiểu đi, mà thực tế những cái người người ta nhìn thấy những cái chuyện đấy người ta lại không dám nói. Đó là cái những cái người Việt Nam mình ấy, kể cả sang đây rồi vẫn bị chúng nó đàn áp như vậy. Không dám nói. Đâu có phải ai cũng như Lisa lại dám lên đây để chửi chúng nó đâu. Những cái người ấy, người ta đã từng sống với chúng nó và hiện đang phải chấp hành cái luật của cái lũ cộng đồng đấy. Nó bị người ta bị cái bọn cộng đồng ấy nó đàn áp. Đúng không? Nó bơm bít, nó nhồi sọ vào đầu các ông các bà ấy, xong các ông các bà ấy không hiểu gì về luật pháp ở bên này hết, tưởng như thế là thật. Cho đến khi mình á, mình mới là ngân lên trên này mình ngồi mình chửi chúng nó, xong rồi nó đe dọa chúng mình, xong mình vẫn tiếp tục chửi chúng nó thì chúng nó mắt chúng nó mới sáng ra, bây giờ im hết rồi. Nó có giỏi đến đây gặp tao này mà lôi cái luật pháp ở cộng đồng, cái gì thằng Nguyễn Ninh à, cái gì người Việt quốc gia, cái gì tổng thống, cái con mẹ gì đó, nó đưa ra cái luật là không không làm ăn với cộng sản, không về Việt Nam, rồi không cái gì gì đó đó. Chúng mày có phải bị lừa không? Người Tây Bắc xin chào. Chào tất cả các bạn nha. Đúng không mọi người? Cho nên là mấy cái người ta không biết tiếng Anh, tiếng em gì á, người ta vào trong đấy cái cộng đồng người ta sinh hoạt. Thì chúng nó dùng những cái thủ đoạn ấy, chúng nó bơm bít vào đầu người ta, rồi người ta tưởng như thế là thật. Không ai dám hé răng ra nói cái gì. Nói cái gì là nó bắt thóp rồi. Một là đi làm trốn thuế à, xong rồi nó không dám nói gì. Làm sao dám nói chúng nó. Chúng nó biết thừa cho ông bà trốn thuế, đi làm ăn không đóng thuế, rồi nó đe dọa, nó dùng những cái đấy để nó đe dọa. Cái thứ hai, những người làm ăn buôn bán, làm ăn buôn bán thì phải nhờ vào cái cộng đồng đó, thì nó đe dọa người ta. Người ta lỡ khớm một cái nó cầm cờ đến nó bảo cộng sản. Đó, đó là một cái đe dọa nữa. Có phải là như thế không hả? Mấy cái thằng ba que xò lá không dám cãi rồi vào đây cãi. Ok, nói thế thôi. Tại vì không có ba que xò lá nên là nói như thế đủ ấy. Để cho cái thằng nào vào ấy nói chuyện không? Mình tuyên chiến với bất cứ một cái thành phần nào mà muốn nói về những cái chuyện chuyện ba que xỏ lá, rồi cái cộng đồng ở bên hải ngoại này, rồi những cái chống cộng chống kiếp gì đấy, đại khái là về những cái thứ đó, tuyên chiến với ba que đấy. Có dám ra đây tranh luận để nói chuyện mấy cái con cộng sản đấy không? Đây là cộng sản con chứ, cái thời chiến tranh mình đâu biết con mẹ gì đâu. Nên mình sang đây mình cũng chẳng biết cái lá cờ của chúng nó, mà nó bắt mình yêu yêu cái cờ của nó. Xong nó không được nói xấu Úc, mà mẹ chúng mày đập chết cha chúng mày. Ok, bye bye cả nhà nhé.